Phần lớn các ông chồng cho rằng việc nhà là của vợ. Có câu nữ công gia chánh mới là làm việc nhà là việc của phụ nữ. Trong khi các bà vợ nghĩ rằng việc nhà là của cả vợ và chồng. Nếu như mà em nấu ăn thì anh phải rửa chén, em giặt đồ thì anh phải lau nhà, ai về sớm thì người đó phải đi đón con. Bây giờ việc nhà phải chia làm đôi. Thực sự việc nhà là của ai? Làm sao để việc nhà gắn kết các thành viên trong gia đình? Hai vợ chồng mà cùng nhau chia sẻ, cùng nhau trò chuyện trong lúc mà làm việc nhà thì nó sẽ tạo một cái cảm giác, một cái không khí rất là dễ chịu trong gia đình. Em cứ làm đến khi em mệt, tham công tiếc việc mà còn tự hủy hoại cái hình ảnh đẹp. Tại sao lại không chia sẻ với chồng và cùng nhau lên một kế hoạch? Có sự san sẻ thì có nghĩ là gia đình nào cũng hạnh phúc. Vợ chồng phải có những sự thống nhất với nhau, chia sẻ với nhau và cùng xắn tay áo để chia sẻ bất kỳ cái công việc nào trong cuộc sống, không chỉ là cái công việc nội trợ trong gia đình. Câu trả lời sẽ có trong Quyền Năng Phái Đẹp, chủ đề việc nhà là của ai, phát sóng vào lúc 19:15 ngày 10 tháng 5 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.